Hello, xin chào các bạn. Ngày hôm nay thì Xuân Hào sẽ nâng cấp nhà biệt thự cho chùa Tham Tơ nha. Tại vì cái nhà này khá là nhỏ đấy các bạn. Và đây là căn biệt thự mới của chùa Tham Tơ này các bạn ơi. Ở đây á thì có cái vòng xoay cho chuột này rất là to nha, to gấp đôi cái cổ này các bạn. Và phía bên này á thì còn trang trí thêm một cái cầu thang để cho chuột đi lên. Đây là cái cầu trượt nha các bạn. Và đây là cái bệ này, cái bệ cổ thì được làm bằng nhựa, còn bệ mới á thì được làm bằng gỗ hết nha các bạn. Đây, không gian cũng khá là to, phải gọi là to gấp đôi cái lồng cũ các bạn ạ. Trước khi cho chuột vào đây á thì mình sẽ cho cát lót vào nha. Ok, sau khi trải cát lót, đồ ăn, đồ uống thì bây giờ mình sẽ đưa hai chú chuột qua nha. Vừa rồi mình đã thay biệt thự cho bé chuột Hunter rồi nha. Và nếu các bạn có ý tưởng gì hay về chuột Hunter thì các bạn hãy để lại lời bình luận phía dưới nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye.